Thời kỳ bình yên của Tempest đã được diễn ra sau khi trận chiến của Rimuru với Zuki đã chính thức kết thúc, chính xác là như thế. Đã gần hơn 500 năm kể từ ngày hôm đó, Tempest hay nói gọn ra là cả Tensura cũng đã phát triển rất chi là thịnh vượng. Những thuộc hạ của Rimuru tất cả vẫn chăm chỉ với công việc của chính mình. Có một số thuộc hạ đã kết nên duyên với nhau. Chẳng hạn như sau hơn 100 năm sau, anh chàng ninja Soe và cô nàng Soka đã kết nên duyên với nhau, mặc cho người chủ động là Soka. Nhỏ đã có lần chạy đến bên phía của Rimuru để xin ngài ấy giúp đỡ để mình có thể đến bên anh chàng này, mặc cho ban đầu ông lạnh lùng vô tâm vãi ra. Benimaru cũng rất hạnh phúc với hai cô vợ của Momiji và Abit, mặc dù hai bà này thường xuyên cãi cùn với nhau. Gabiru cũng nên duyên với nhỏ hổ Sufia và họ đã có một nhỏ con lai giữa rồng và hổ. Trời ơi, cái cặp này đúng là chết mê chết mệt đấy chứ. Còn lại các thủ hạ khác thì có vẻ như họ không quan tâm gì mấy đến chuyện tình cảm trai gái mà chỉ tập trung vào tu luyện sức mạnh hay thực hiện nhiệm vụ và công việc của mình. Điển hình như Zegeon, có thể nói anh ta kể từ vụ việc của Zuki, lòng quyết tâm mạnh mẽ của anh đã khiến cho Zegeon hiện tại có khi đã mạnh hơn cả Diablo rồi. Ba cô chị hắc sắc thủy tổ thì suốt ngày đi báo, oánh lộn các kiểu con 37, mặc cho Ri cũng đã giao nhiệm vụ quản lý đi đến các nước khác giao lưu các kiểu nên ba bà đó mới bớt báo lại. Diablo thì riêng anh càng ngày càng có những sở thích và các biểu hiện dâm đãng và cuồng chủ tịch Rimuru nhiều hơn. Được cái, anh ta càng ngày càng đẹp trai ra. Đồ đẹp trai ăn mặc chỉnh tề của Diablo nổi đến mức cả Tempest đã tôn anh chàng này là người đẹp trai với lạnh lùng nhất Tempest. Có hẳn một club người hâm mộ riêng, nhưng anh chàng này phủ Valor, gái bù đầy đường từ đủ các thể loại tộc mà anh gặp là anh chửi Summoner tụi nhỏ. Anh mở miệng một câu là Rimuru-sama, Rimuru-sama, ôi con sông quê. À, nhắc mới nhớ, từ sau hơn 500 năm, gần như toàn bộ chủng tộc ma vật của cả Tensura đều đã quy thuận dưới trướng của Rimuru cả. Bọn họ đều trực thuộc quyền của 12 ma vương dưới trướng đi công tác và quản lý khu vực trước đó của bọn họ. Có nhiều chủng tộc cũng đã đến Tempest sinh sống vì hiện tại nơi này đã được Rimuru mở rộng ra. Nói chính xác hơn là sau hơn 500 năm, CL đã dựa vào sự phân tích của mình kết hợp với nguồn sức mạnh của Veldanava tiến hóa lên để giờ đây hành tinh Tensura đã được CL điều chỉnh lại lớn hơn gấp 100.000 lần Tensura của 500 năm trước. Vậy nên đất đai mọi thứ trong thế giới của Tensura phải nói có thể chứa cả tỷ người và hơn thế nữa cũng không thành vấn đề. Nói là sự phát triển của Tensura chắc phải kể đến công của Gerudo, mặc cho anh ta đã nhiều lần được Rimuru bảo rằng hãy nên dành một chút thời gian cho chính bản thân anh ta như sở thích hay là một thứ gì đó mà mình yêu mến hoặc kiếm một cô bạn gái nào đó đi. Tuy nhiên, anh lại nói rằng, thưa Rimuru-sama, đối với thần, đóng góp một phần sức lực cho Tempest, giúp cho nơi ở của Rimuru-sama ngày càng phát triển, được làm việc cho ngài mãi mãi chính là thứ mà thần muốn. Anh ta làm việc tập trung chăm chỉ và rất chi là vui. Các ma vương khác giờ đây, thay vì tranh đấu lẫn nhau, thì tất cả đã thường xuyên tổ chức yến tiệc để bàn về những thứ như lễ hội, các trò chơi hay những thứ giải trí mà Ri đã dùng kiến thức của thế giới cũ mang đến. Nên cuộc sống trong 500 năm qua, nó lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, không hề đấu đá tranh giành. Ngày hôm nay, chủ tịch đã lén hai nhỏ Sion với bà Suna để đến thăm nơi ở của các thủ hạ. Đầu tiên là Benimaru. Thật ra là anh ta hôm nay không có nhà nên chỉ gặp chị vợ cả của anh thôi. Momiji càng lớn, càng đầy đặn. Đấy bảo sao, anh bè nhà ta chết mê chết mệt, còn bà vợ hải cũng ngon không kém. Tiếp là vợ chồng nhà Gabiru và Sufia. Đậu mía chứ, vừa mới đến nhà thôi là hai nhỏ làm trò hề, liền bảo sao hai người này đến với nhau được. Dạ dạ, thần thần Gabiru và Sufia bái kiến Rimuru-sama, chúng thần đã theo lệnh ngài trồng rất nhiều các loại thảo dược từ cỏ Hippocute, từ những loại cây dùng để sản xuất thuốc uống như ngài nói. Sufia cũng lên tiếng dạ dạ. Cả thần cũng thế ạ, các loại trái cây lương thực được thần rất là siêng năng chăm sóc ạ. Ngài nhìn xem, vườn cây đây ạ. Chushua, hai vợ chồng này có vẻ rất hạnh phúc này. Và đứa con của hai vợ chồng này là một cậu trai nha. Nhìn nó núp bên mẹ nó kìa. Dạ dạ, con chào Rimuru-sama. Này bé, đừng có mà sợ ta thế chứ. Ri biến thành cục xi lam nhỏ cho bé. Bé này đã được chính Rimuru đặt cho cái tên là Gafia. Lấy phần đầu của tên bố và phần cuối của tên mẹ ghép rồi đấy. Nhỏ tương lai sẽ là một chiến binh kỳ cựu đây. À, mà nhắc mới nhớ, anh Veldora và bà Ramirez đã được Rimuru xây cho hẳn một khu ở riêng kế bên ở mê cung, gọi là một khu biệt thự có hình con rồng với nhỏ tinh linh luôn đó. Muốn ở mê cung thì ở, mà muốn ở biệt thự thì ở, quá chi là sướng mà. Bé cáo Kumara thì bé dạo này rất thân với Ranga và hai người giờ được Ri giao cho nhiệm vụ đến trường học ở Ingasia làm thần chú gì đó cho đám học sinh ở đó.
Hai ngày này được đám học sinh tôn lên như vậy nên gần như cả năm nay chưa về rồi. À, mà nhắc mới nhớ, hai cô nàng Seon và Suna nữa. Thật ra là trong thời gian 500 năm qua đã xảy ra rất nhiều biến cố. Biến cố là các cặp đôi trong Tempest ngày càng một nhiều nên cả hai chị cũng đã mất kiên nhẫn. Tuổi thanh xuân của hai nhỏ không hề ngó ngàng tới ai, mặc cho ba cô gái được tôn sùng là nữ thần của cả Tempest chia bè chia phái, không ít người đến hỏi han làm quen, nhưng người thì bị phủ thẳng mặt, người thì bị đập cho que giò thì cũng gãy mất mấy cái răng. Suna và Seon thường xuyên gây áp lực cho chủ tịch rằng ai là vợ của Rimuru. Ban đầu họ tranh giành như thế, xong cả hai lại nhất quyết là cùng nhau làm vợ, rồi lại cả hai là vợ của cả Rimuru, đến độ cả ba Seon cũng tham gia vô luôn. Seon lên tiếng với cái vẻ mặt kiểu như thưa chủ nhân, có vẻ như ngài đứng đánh trống lảng về vấn đề này nhỉ. Thôi thôi nào, các ngài tha cho tôi đi. Đống giấy tờ trên bàn thời gian ngày tháng rõ ràng, tôi đã oải với công việc lắm rồi, thêm mấy cái này nữa thì tôi chết mất. Này Seon, cái lần trước mà ta có đến một thế giới có cái ông nào tên gì đó bảo nhờ chúng ta trông hộ đứa con trai đó, ta muốn đến đó một lần nữa, chúng ta cũng chưa được gặp con trai ông ta nữa. Seon trách móng, ngài ngài tính bỏ Tempest đi nữa hay sao cơ chứ? Lần trước đi khám phá các thế giới, ngài đã bỏ Tempest đến gần 2 năm đấy. Thôi mà Seon, rõ ràng ta đã tăng tốc xử lý đống việc xong rồi sao? Lẹ lên Suna và Seon định làm cái lễ đám với trà cưới rồi. Bỗng dưng Seon nghe thấy nhỏ Seon và Suna, cô liền thay đổi 360 độ luôn. À, thế thì được, thưa chủ nhân, ngài muốn đến liền đúng không? Em sẽ làm cho ngay. Ủa, chị, sao chị quay như trong chóng thế hả? Nhỏ Seon méo nói gì và lập tức tiến hành dịch chuyển đa thế giới. Ê, từ từ, sao tự nhiên giờ cô lại là người muốn rời khỏi Tepet thế? Chỉ Seon lại giả bộ làm ngơ. Báo lỗi méo trả lời, anh thì kiểu không hiểu lý do tại sao lại như vậy, mọi người có hiểu không? Giải thích giúp Rimuru và vì sao nhỏ lại thay đổi như thế nhé. À, mà vừa mới tới mà đã giảm đi hơn 85% sức mạnh thật sự của Rimuru. Ấy da, sao càng ngày càng không hiểu mấy người con gái mà. Đúng vậy, thế giới mà Rimuru đi đến lần này chính là thế giới cũng có chứa phép thuật và ma thuật, một nơi cũng có nhân loại ác ma và rất nhiều chủng tộc khác, một nơi làm cho Ri rất là hứng thú để khám phá nó. Đi được một hồi lâu thì Ri đã bước vào nơi được gọi là ma giới. Vừa đi mà nhỏ Seon vẫn cứ giận cái gì đó, nhưng vẫn trả lời cho chủ nhân về cái thế giới này. Đúng lúc đó, chưa kịp dứt câu thì chủ tịch đã gặp được con người đầu tiên ở thế giới này. Có ba người nào đó bỗng dưng bay đến chỗ Rimuru đang đứng. Họ tự gọi mình là Tam Kiệt và họ nói rằng đã cảm nhận ra một thứ gì đó rất nguy hiểm xuất hiện. Seon nhanh chóng phân tích rồi báo cáo cho Rimuru. Thưa chủ nhân, ba người đó có mức năng lượng khá ngang bằng nhau và không có địch ý. Nhìn họ không phải giống con người, mà nói chính xác hơn là họ giống một ác ma. Tuy nhiên có một chút gì đó không giống như ác ma của Tetsura. Rimuru muốn thử lên tiếng xem họ có địch ý hay không. Vì mới đến thế giới này, cậu không hề muốn chiến đấu một tí nào mà chỉ muốn tìm cho ra cậu nhóc gì đó mà cậu vô tình nghe tên của một người trước kia từng đến đây. À xin chào, tôi là Rimuru, rất vui được làm quen. Cái người trông giống một ông già có hai cái sừng, bộ đồ màu tím kia nhẹ giọng lên tiếng. Em, ta xin gửi lời chào đến kẻ hùng mạnh bên kia. Bọn ta đến đây vì bỗng dưng bọn ta cảm nhận được có một thứ gì đó có thể làm nguy hại đến nơi của bọn tôi, nên cả ba bọn tôi đã đến. Xin hỏi quý cô đây từ đâu đến, bọn tôi nhìn cô trông rất lạ. Ri liền đỏ mặt. Ủa, mía mía, sao ông già này gọi mình là con gái? Này Seon, ta có giống gái chút nào? Ngài giống hay không, tự hiểu đi hen. Mía mía, sao con kiểu giận hơn gì? À, xin lỗi quý ông đây, đừng hiểu lầm. Đúng là bọn tôi từ một đời khác tới, nhưng mà tôi không quá ý gì cả. Tôi đến đây vì một người thuộc con người. Xin lỗi, tôi không làm phiền ba vị ạ. Sullivan hơi khó hiểu. Tìm người, đây là ma giới mà, làm gì có người? Khoan đã, bây giờ ông ta mới sực nhớ ra, đứa cháu mà ông ta mới nhận cũng là người. Chẳng lẽ cậu thiếu niên này đến tìm Iruma ư? Thấy Sullivan trầm ngâm, thì Rimuru nói lên một câu làm ông ta toát mồ hôi lạnh. À, hình như cậu bé đó tên là Iru. Ngay lập tức, Sullivan hoảng hồn chạy đến biệt miệng Rimuru, rồi lại nói nhỏ. Chuyện Iruma là con người không thể để ai biết, nhất là người trong thập tam quan kia. Sullivan cười hề hề rồi kéo Rimuru chạy đi mất, bỏ lại hai người bạn đang ngơ ngác như con nai vàng gặm cỏ non ở ngoài kia. Ê, sao kéo đi đâu dị? Lão đó bị gì thế? Ri bị kéo mà cũng méo hiểu sao? Ủa, gì dạ? Sullivan kéo Rimuru về tận nhà. Vừa vào đến cửa thì đã gặp ngay một người nào đó có mái tóc màu đỏ chói, tên là Opera. Sullivan vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn Opera la to. Opera, giúp ta pha trà, chúng ta có khách.
Opera nghe xong lập tức chạy đi làm. Rất nhanh sau, anh bê một bình trà nóng đến phòng rồi đóng sầm cửa lại. Opera rất hiểu tác phong thường ngày của Sullivan, rất ít chuyện có thể làm ông ấy trở nên nghiêm túc. Nhìn thái độ của ông với cậu thiếu niên tóc xanh này thì Opera nhận định ngay là có chuyện không nhỏ và chắc chắn có liên quan đến Irma. Rimuru ngơ ngác bị ấn ngồi xuống ghế sofa, hết nhìn Opera rồi lại nhìn Sullivan, khó hiểu lên tiếng. Ông đưa tôi đến đây làm gì thế? Sullivan nhìn thẳng vào Rimuru. Này, rốt cuộc cậu là ai? Tìm Irma có mục đích gì? Rimuru nghe xong thì bật dậy hớn hở hỏi ông. Ông biết Irma? Cậu ấy đang ở đâu thế? Có thể đưa tôi đi gặp không? Rimuru thật sự rất muốn nhìn thấy con trai của lão bạn già của cậu trong lúc vô tình đến thế giới này và gặp được lão ta. Này cậu, chẳng lẽ cậu đã gặp người đó rồi sao? Sao lại trùng hợp như thế? Cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Sullivan hơi ngờ vực về thái độ của Rimuru. Rimuru nghe thấy thì chợt nhận ra mình hơi quá khích rồi. Cậu lập tức bình tĩnh ngồi xuống, hắng giọng nghiêm túc. Tôi tên Rimuru Tempest. Tôi nhận lời của một người quen ở nơi này đến để chăm sóc và hỗ trợ cho cậu Irma trong quá trình trưởng thành. Các ông có thể hỏi hay chứng minh điều gì để khiến các ông tin rằng tôi được ủy thác đến đây? Sullivan nghe xong càng thấy khó hiểu hơn nữa. Người quen? Irma lần đầu đến đây mà. Đâu có ai biết thằng bé chứ? Ông ta nhìn Rimuru thầm suy nghĩ. Nhìn cậu thiếu niên trước mặt tỏa ra luồng năng lượng khủng khiếp đáng sợ. Mạnh như thế thì đâu cần phải nói dối làm gì? Đang trong dòng suy nghĩ thì Rimuru chợt lên tiếng. À, có thể cho tôi biết tên của hai người không? Không biết tên thì nói chuyện có hơi khó. Sullivan mới nhớ ra rằng bản thân chưa giới thiệu. Vậy thì để tôi giới thiệu lại đàng hoàng. Tôi tên là Sullivan Lord, hiện đang là ông tạm thời của Irma. Cậu tóc đỏ kia là Opera, cậu ấy là quản gia kiêm thư ký của tôi. Opera hơi khom người. Rất hân hạnh được gặp cậu. Cậu Rimuru? Rimuru cũng gật đầu đáp lại. Nhìn tác phong chuẩn mực của Opera, Ri liền nhớ đến Diablo. Đúng là thư ký làm tôi nhớ đến một vài người nhà. Mà khoan đã, Sullivan, ông của Irma. Sullivan chẳng phải là cận vệ thân tín mà lão bạn già của cậu hay kể sao? Sao tự nhiên lại thành ông của Irma thế? Rimuru cũng đành nhanh chóng tiếp thu thông tin. Cậu cũng quyết định sẽ giữ bí mật về lão bạn già của mình. Nếu nói ra thì chỉ thêm một mớ rắc rối. Sullivan đoán được có vẻ như Rimuru không nói dối với cả nếu đã biết được người đã bán Irma cho mình thì chắc chắn có lẽ đó là sự thật. Ehem, tôi hiện tại vẫn chưa thể tin tưởng cậu được. Việc đầu tiên mà tôi muốn nhờ đó ngay tại ma giới này, xin cậu đừng tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến gia đình của Irma. Cho đến cậu ta là con người, tôi sẽ tạm thời tin cậu. Cậu sẽ chăm sóc Irma bằng cách nào? Sullivan nghiêm túc nhìn Rimuru. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Rimuru mới nói. Có lẽ tôi không cần chăm sóc cậu ta, vì hình như hai người đối với thằng bé rất tốt. Tôi nghĩ là tôi chỉ cần hỗ trợ một chút trong mảng giáo dục cũng như luyện sức mạnh thôi. Ông có thể kiểm chứng sức mạnh của tôi ngay tại đây nếu ông nghi ngờ. À thôi khỏi, cậu Rimuru đó kinh nghiệm tinh trường của tôi nhìn là có thể biết cậu mạnh như thế nào. Lão ta đây cũng không hẳn muốn tiếp chiêu cậu đâu. Rimuru tiếp tục lên tiếng. À, nhân tiện cho tôi hỏi, Irma có đi học tại ngôi trường nào không? Sullivan giờ mới có thể thả lòng ra đối diện với Rimuru. Ông ta nhận ra đối phương thực sự sẽ không làm hại Irma. Irma sẽ học tại trường dành cho các ma, tên là Babi. Nghe thấy thế, Rimuru liền có một tính toán gì đó. Chính xác là cậu muốn làm một giáo viên ở nơi này. Nhưng mà một người bỗng dưng mới đến đây tự dưng xin làm giáo viên, có kỳ không nhỉ? À, tôi muốn đăng ký xin làm giáo viên ở đó, nhưng hiện tại tôi không có quen ai ở trường cả. Opera nhìn ra ý định anh ta đang định nói cho Sullivan nhưng đã bị ngăn cản lại. Ồ thế à, cậu tính tuyển vào đó à? Tôi suy đoán ở đó họ cũng đang tuyển giáo viên đó, nhưng trong đó khá nguy hiểm, cậu phải cẩn thận nhé. Ri thấy mình cần nên tìm hiểu một chút về thế giới này nên đã nhanh chóng rời đi trước. Cậu nói lớn. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Tôi đoán ông và hai người lúc này là một bộ phận nào đó rất quan trọng ở ma giới này đúng không? Vì tôi thấy cả ông và hai người lúc nãy rất mạnh. Có gì, mai tôi sẽ đến gặp Irma nhé. Được được, tạm biệt cậu Irma, ngày mai cậu bé sẽ không có đi học nên tôi sẽ nói nó. Sau khi Rimuru rời đi một lúc thì Opera mới nhớ ra. Sullivan Sama, lúc nãy cậu Rimuru nói cậu ấy muốn đến đâu xin việc cơ? Sullivan thản nhiên trả lời. Đến Babia. Thú vị đây. Opera ngạc nhiên hỏi. Tại sao ngài lại không nói cho cậu ta biết ngài chính là hiệu trưởng của trường chứ? Làm cho cậu ta phải đi xa đến như thế? Ta vẫn phải tìm hiểu cậu ta một chút. Chúng ta không biết cậu ta đến đây làm gì. Ta có nhiệm vụ phải bảo vệ Irma. Ta sẽ tạm thời giám sát cậu ta một thời gian nữa. À, tôi đã hiểu vì sao ngài không nói rồi. Vậy ngài tính làm gì? Cứ từ từ, ta sẽ xem xét.
Ngay lúc Rimuru vừa mới rời đi, cậu nhìn thấy một cậu nhóc có bộ đồ full xanh dương cùng với mái tóc xanh dương y chang mình đang chạy đi đâu đó mà chính Ri không biết đó chính là Iruma. Còn Iruma thì lại ngược lại, cậu đang trên đường đến gặp Sullivan để từ chối việc sống ở ma giới. Đúng lúc đó thì cậu đã nhìn thấy một cô gái có mái tóc màu xanh dương bước ngang qua. Iruma đâu biết rằng người này sẽ trở thành một nhân vật quan trọng trong quá trình trưởng thành của chính mình. Một vài ngày sau, Ri đã hiểu sơ lược tổng quan về thế giới này nhờ vào khả năng phân tích của Ziel. Còn cậu cũng đã đi đến trường học ở ma giới, trường tên là Barbie. Quả nhiên, đúng như lời cái ông già Sullivan kia nói, trường học này đang tuyển giáo viên. Chuchua, đúng là thời cơ ngon nghẻ. Vừa trốn được đám thuộc hạ ở Tempest, vừa có thể đi hành xác mấy nhà học viên ở thế giới khác thì còn gì vui vắng. Nhờ có Ziel, Rimuru nhanh chóng vượt qua bài thi chọn lọc giáo viên. Sời, mấy cái bài thi ma pháp, phép thuật, lý thuyết, mọi thứ, Ziel đều dễ dàng vượt qua. Gần như ở đây, đều lác ma nhỉ, có một số giáo viên còn bị sốc trước sức mạnh và sự hiểu biết của chủ tịch nhà ta cơ chứ. Bỗng dưng, lúc sau, khi hoàn thành xong các bài kiểm tra test sức mạnh, thì cậu lại bất ngờ khi gặp lại người quen cũ. Ủa, Sullivan, sao ông lại ở đây? Sullivan hơi ngượng ngùng kể lại. À, hôm qua tôi quên nói, thật ra tôi là hiệu trưởng của Barbie. Nghe xong mà như sẽ đánh ngang tai của Rimuru. Thật bất ngờ, tôi không ngờ là mọi chuyện như thế đó. Haha, xin lỗi Rimuru, đây là lúc đó chúng ta không tiện để nói về vấn đề này cơ mà. À, mà nếu như chúng ta đã có cùng một thứ chung với nhau, thì chào mừng cậu đã đến với trường học của ta ở ma giới. Cậu đã hoàn thành các bài giảng của giáo viên rồi, nên tôi không có gì để phản đối cả. Mong rằng trong lúc dạy học, cậu có thể cho ta biết một chút thông tin của cậu, được chứ? Được, tạm thời ta sẽ hứa với ông như thế. Sau một hồi bàn luận, Rimuru cũng đã có thể nắm được nhiệm vụ giảng dạy của mình. Giáo viên Rimuru Tempest, giới tính, nam, cấp bậc, hạng 8. Môn học giảng dạy, môn tự chọn, các ma pháp tạm thời được biết là cường hóa thể tinh thần, ma pháp tổng hợp, ma pháp trận. Về chuyện hạng 8, còn lý do tại sao lại cho Ri ở hạng 8 là bởi vì Sullivan biết Rimuru rất mạnh, nhưng ông lại không đo được sức mạnh của Rimuru, nên cậu muốn dùng đại một hạng nào đó. Sullivan đã gợi ý là hãy dùng hạng 8, như vậy sẽ ra dáng giáo viên mới nhập hơn. Chính thức, Rimuru đã chính thức trở thành một trong các giáo viên của Barbie. Tối ngày hôm đó, Ri đã dùng thời gian của mình để đi tham quan một vòng cái sân trường ma quái này. Nhìn cứ nhớ đến cái lúc mà dạy những đứa trẻ ở Ingasiage, mà không biết mình đi như thế, đám thuộc hạ sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Sáng ngày hôm sau, tất cả các học sinh của trường học Barbie đã tập trung lại từ lúc sau cái bài hát rung rợn của trường thì đã đến lúc hiệu trưởng ra phát biểu. Thì đúng lúc đó, ông lại chĩa vào Iruma đang đứng ở phía bên dưới. Ehem, để bắt đầu cho ngày mai khai giảng, đầu tiên ta sẽ mời một cậu học sinh tên là Iruma lên để phát biểu. Ri lập tức nhìn sang. Ủa, cái cậu nhóc đó hôm qua cậu ta đi ngang qua nhà của hiệu trưởng đấy mà. Hóa ra, đó là Iruma à? Cái mái tóc màu xanh y chang mình luôn chứ. Mà sao cái tên kia, mặt trông dữ tợn như thế, lại có đứa con mặt baby girl phô mai, lại có đứa con mặt baby girl phô mai que như này chứ? Hay trong này còn có điều gì bí ẩn chăng? Thôi, tạm thời cứ xem xét tiếp tình hình như thế nào đã nào. Cậu nhóc Iruma từ từ bước lên, cậu ta đọc cấm chú và cả hội trường dần dần lên. Trong lúc đấy, bỗng dưng có cậu học sinh nào đó đã thách đấu Iruma trước mặt tất cả mọi người. Tất cả có nghe thấy gì không? Thủ khoa đầu vào, Alice Amordus đang thách đấu với cậu học sinh tên là Iruma đấy. Thú vị lắm, mới khai giảng đã có đánh nhau rồi à? Rimuru nhìn sang cậu học sinh kia, nhìn cũng đẹp trai người người đó, một cậu trai tóc hồng. Trận chiến đầu tiên của các học sinh. Để xem những đứa trẻ này làm được điều gì nào. Và đó chính là cuộc phiêu lưu tiếp theo của chủ tịch Rimuru đến với một thế giới khác, trong lúc cậu gặp rất chi là nhiều rắc rối ở Tempest về cô vợ Sion và Suna. Vậy chủ tịch sẽ có màn dạy dỗ các học viên như thế nào? Thì mọi người hãy cùng đón chờ trong những video tiếp theo của những ngày tiếp theo nhé.